tôi luôn mà. Commercial là gì? Commercial quý thúc anh. Để em gửi qua anh. Xem màn hình luôn, nói luôn. Mạnh mẽ luôn. Không, em bật nhiều cái tab quá. Em lấy ý tưởng của thấy người ta làm app movie nhiều quá. Thì lên mò cái DB xong về làm luôn. Làm full stack luôn à? Chưa, đó anh, giờ em đang học cái gì trước. Em sinh năm nhiêu ta? Em sinh 98. 98 phải đứa, 98 như em đi làm hết rồi đó. Biết rồi. Thì em đi trễ mà, em mới học cao đẳng ra chứ mấy. Trước đó là em đi làm, em không có tính học cao đẳng. Giờ mới ra trường xong, em lúc đầu em làm full, em làm BFB. Em làm đồ án tốt nghiệp á, xong rồi cái ra một cái. Tại vì lúc đầu hướng đi là đi BHP, đi Ronin, cho nên là để đi Ronin trước rồi mốt đi BHP xong được. Laravel xong được. Laravel anh có dự án gì cũng kinh khủng á. Rồi trí nha. Mới gửi anh á. Trong rồi, cái anh chat. Thấy rồi. Này DB là gì? Là Laravel luôn hả? Ghê. API này là em lấy API mà, API free của thằng TNDB mà. Ừ. Phần trang chưa chuẩn nè. Phần trang ráng hồi em đang tính sửa lại thằng Collabmore á. Cái phòng nó bị lỗi á, do cái DB á, cái API của nó bị lỗi, em không biết tại sao nữa. Em lên tìm hiểu thì nói là bên nó kêu là khi mà cái trên nó chơi cái trang ở trên 500 á thì nó sẽ bị lỗi, không lấy được dữ liệu. Ừ. Hình như chưa rebound siêu hay sao chứ. Chưa mà đúng không? Không, mấy cái này không rebound siêu. Mấy cái kéo này không rebound siêu. Mấy cái bố cục lớn như là cái movie á, ở trong cái trang movie á. Ừ. Thì em mới rebound siêu thôi. Này mới học được cơ bản em làm luôn. Còn anh em làm bằng gì? Còn anh này làm React á. À. Build bằng xe luôn, web miễn phí luôn. À, web này phi giống GitHub page đó anh. Ừ. Nhưng mà Conversion này nó được cái là mình up code gì nó mình up, khi mà em up code gì thay đổi code gì đó, up lên cái nó lên liền luôn, nhanh hơn. Thằng này như là nó cũng từ GitHub mà ra mà. Đúng rồi. Thằng này nó em có dùng với Next không? Next.js của nó không? Next mới em học anh. Để em đang tính học xong cái React này em học Next luôn. Cho nó hình hướng bắt xíu, bắt end xíu. Học chút nốt nữa. Em nói chung là qua học vậy rồi ấy xem việc được rồi. Trên này nó tuyển nó đòi từ lưa, em đang mệt đi. Do cái tuổi của em vậy, em tuyển hạ thấp xuống. Trên này đòi phải có chút bắt end, rồi phải biết về nốt, phải biết về net, rồi phải biết thay rip, rồi phải biết vậy, có chút dữ liệu giải thuật. Ừ. Nhiều lắm. Mà luôn á. Rồi thì mình bắt đầu em cứ ôm liên tục thôi. Em nhớ là em xin cho đúng công ty rồi. Xin công ty for nan thôi là nó yêu cầu em biết đây nè. Ví dụ như này. IT Việt nè. IT Việt à? Ừ. Anh toàn kiếm job thế này không. Anh thử bấm cái job mà Fesser React của Hồ Chí Minh được bao nhiêu đâu. Không có, không được mấy mạng nữa. Mà đòi từ lưa hết. Kiếm mấy job này thôi, gì không chơi, phone end dev nè. Angular đâu? À, JavaScript, JS, HTML thôi chứ mấy. Đã tìm thấy rồi là. Anh xem ở đâu, địa chỉ đâu, Thủ Đức là hơi xa rồi đó. Ngại gì xa gần em.
À chứ trên này kẹt xe đi lên công ty đi 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 về. Rồi để hỏi em xem cho. Nè, ui ôi, thế thế màn hình anh sao? Ớn luôn Em á. 500 đô cũng đủ rồi. Từ vô mình làm nó kinh nghiệm. đo tập. Rồi ok, bắt đầu nha. Chí ở Dạ. đâu chí? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa? À. Quận nào? Em ở quận 5 này, cũng dân trái ngành, em nên cũng đang học. Em mới học tới HTML CSS với JavaScript rồi. Học tới DOM với Flash. Về bữa thì đi qua React. Đúng bài luôn á, chuẩn bị công ty mở nó khó React nè. React Hay của công là ty mở là nó phải làm được mấy cái này luôn. dạ À React nè. em có nhờ bạn phone, bạn nói kèm em nữa, kèm em trả tiền cho bạn đó. Cái gì cái mà anh vừa gửi nó đòi gì mà yêu cầu nho nhỏ là 1-2 năm kinh nghiệm kìa, gắt chưa. Em thấy trên Một mạng hai nó năm có kinh nhiều nghiệm, cái job mà. một hai năm kinh nghiệm có người ấy cho. Cơ bản em cái ông mà bữa em anh giới thiệu á, cận chỉnh á đó, React nè, làm bằng React nè. À, kéo thả được mấy này nha, sắp xếp được nha. React này kéo thả thư viện có thoải mái mà. Rồi Em đây chưa nữa nè, mò tới thôi, mốt mò tới giờ. rồi cái này setting nè, xe nè, rank nè, thứ hạng nè, rồi go info nè, có video giới thiệu luôn nè, giáo viên nè, danh sách giáo viên nè, người Nhật đứng nói nè, danh sách giáo viên nè, danh sách người nói chung phân quyền tele này nè, ghê lắm. Em đang vừa mốt mò tới giờ, em đang xong cái React đã, React đang tầm tầm có, em đang dự định tầm có nửa tháng nữa mới xong React. Ừ. Đang còn nhiều 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 bài học lắm. Em chưa học xong hút nữa mà. Animation nè, cái này để mà nó tướng tướng nó nhảy nhảy không phải đơn giản không. Ừ, em đang có một bài animation đỉnh lắm bên JS. Chưa Ừ. có làm xong, đợi mai mốt làm xong rồi mới đưa qua dùng dùng G-G-G-Sharp. Không biết G-Sharp không? Cái thư viện của JS để làm mấy cái 3D này nọ. Không mấy cái mà kiểu đi G ứng. tree tree 3D hả? Ừ, G-Sharp á. Ba D C S hả? Em bấm G thư viện 3 Z này đúng G-Sharp không? là gì mà G-Sharp 3 vậy mà. Yeah. À, bấm green green đúng rồi, thư viện green shock này nè, green shock đúng rồi, có hiệu ứng. Em đang có khóa học ở bên đó để mai mốt chuẩn bị học luôn. Giờ chung em nhiều khóa học lắm nên là cứ thoải mái gán học cho hết. Học biết cũng ấn á, học Học biết vào án nha. việc làm luôn chứ. Giờ Chí sinh nghiệm năm muốn muốn nhiêu? có việc, phải có một chết chứ. À, em sinh năm 94 nè. Ủa Chí lớn hơn Nhân luôn kìa. Không à, mình làm ăn quá, vào việc nha. Dạ. Ok thì bài hôm trước đây trong nhóm mình có gửi thì các bạn đã xem qua chưa? Ngày 6 thì mình đâu không theo dõi được thì vào xem ha. Sau khi hoàn thành khóa học thì mình sẽ có được cái web như này rồi nè. Của ngày 6. Ăn chậm nè. Cứ vậy. Rồi thì rồi check tiếp. Vẫn tiếp tục cái giảng này. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình làm phần dưới này. Phần dưới này thì bằng slider. Slider thì mình sẽ không có để động để nó cụ bắp như vậy nữa, không không trang gì đâu, mà mình sẽ cho nó chạy chạy qua lại luôn. Đó, thì các bạn có thể tìm kiếm này. Kiếm thì có cách tìm kiếm là mình code ben này. Tailwind này.
Đây đây này. Mình đang code theo win. Đây. Oh, ghê chưa? Xem cái cách dùng. Ở đây cách dùng thì mình có thể bấm một cái dấu răng này. CS này. CS nó dùng cái này. Rồi, CS. CS thì dùng hai áp dụng mình lấy hai này vào qua bên cái của mình thôi. Để kỹ hơn nữa mình view view frame xuống đi. Control F nè, CSS nè. Thì chỉ có một cái thôi. Cũng vậy, thì mình lấy hai này qua ha. Index 1 CS của họ là họ bỏ trên đầu nè. Ô anh em ha. Rồi cái CS là họ bỏ dưới cuối. Rồi phần slider của họ đây. Nó bao bởi cái thằng mask 2XL. Mát 2XL là cái chiều rộng, chiều rộng mà nó giới hạn lại. Mình tìm kiếm này nè, của mình là mát screen XL hoặc là mát XL thì mình đưa vào thử xem điều chỉnh sao. Mình kéo tới cái thằng bíp đây là mình từ bíp này. Không, ở lại ngoài đây mình lấy ngoài đây. Đây đi. Nó chắc. Header này nè. Hồi bữa mình code phần header nè. Hôm nay mình sẽ code phần main này. Bắt cái phần slider vào. Qua đây mình chạy. Có này không? Đơn giản thôi. Mình sẽ cho nó full width ra như trên này. Thì cái phần trên này nè, hồi nãy là mình phân tích là nó là mask 2XL. Ôi, mask screen XL đây. Tương tự thôi. Mình cho cả cái thằng đây luôn đi. Cái trên này là header nè, thì mình cho cả cái main luôn đi. Còn này mình cho nó auto luôn, cho nó tự động ra luôn theo cái chiều luôn. Chiều cái thằng cha á, nó đã là mask screen rồi, là nó đã rộng, mask của nó là rộng 1400 rồi. Thì ở đây khi mình chỉ 2 đây thì cái này là cái slider thì nó tự động nó theo thằng cha. Xem thử tại sao mà nó lại có một cái khoảng trống ở ngoài như vậy. Không ra tới ngoài đây ta. À, do ở đây. Ở đây nó có MB, MT, ML thì mình cũng bỏ luôn. Cái này mình cho nó là section ha. Để phân biệt. Rồi mình comment luôn. Rồi mình vào bên trong xem. Đây, bỏ này đi. Đó. Coi thử. Mình đo từ trên xuống dưới.
Đúng rồi. Thế với cái hình này thôi. Cái hình này thì ở bên trong mình xem chuột thử mấy hình nó nằm ở đâu. Này, email này. Nào qua cho cái email nha, slider nha. 23 này. Rồi, copy relay copy tab này. Một này hướng dẫn hai này có sản xuất và đặt hello chị Phương nè các bạn không. Đó, slider của mình bây giờ nó rộng rồi vậy và nó chạy được luôn nè. Và cái nút này nè, cái nút này á do cái bố cục cái hình ảnh của mình á là nó sáng. Nó sáng cho nên cái nút này nè, nếu mà để như vậy là nó độ tương phản nó thấp nè. Đó. Thì mình có thể custom cái này bằng sewing luôn. Thấy cái này nè ha. Cái này nhưng mà trong này nó không có thuộc tính là background. Cái này chỉ có text thôi, cho nên mình lên đây mình xem thử có cái background ở đây không nè. BGY 30 nè. Đó. Anh thường hay dùng copy cả này nè, copy cả cái đoạn này. Rồi anh vào cái trình này anh tìm kiếm luôn, nó ra y luôn. Không phải nghi ngờ gì. Background white thì mình đổi lại thành black thôi. Nó như nào x không được đâu gray đi 500 này. Đây nè. BG BG bên này. Từ ta năng nè. Nó không ăn thì mình có một cách để mình định nghĩa luôn. Còn mình muốn dài và mình còn mình chuyển này, chuyển cái này cho nó chuẩn 50 này. Rồi, copy mấy màu này ha. Qua cái file mà inbox book của bữa mình chỉ các bạn.
ăn rồi. À quên, để xem. Hơi ồn á, để mình chống ồn. EG Black 50 đây. Này căng quá nha, thôi vào đi. À cái thiệt xe win nãy giờ mình chưa chạy, nhân không nhắc nhắc anh nhân Yeah, xe win nãy giờ anh. chưa chạy đâu được đâu. Ồ. Em đang học bên kia. Đây lấy bài này. À? Theo Win em làm cho gác không mà nên còn bên đây chưa động một bit nữa. Cái tầm à. Mà cái tầm đây để vào cái readme bữa nhớ này. À may may là ở đây mình có cốt rồi, nãy giờ lại quay miết chỗ này không được. Cái này nếu mà để 50 như nó mặc định hư được không? Rồi chạy nè, đưa nè. Đó. BG50 hover vô thì sẽ là BG Y này, cứ Y mình đổi thành Black ấy. Cái này 50 rồi mà hover 50 thì đâu thấy đâu, cho nên mình 30 đi. Tương tự với cái nút bên kia luôn. Mình có bí này mà nút ở dưới này, nút bên này này, này này đã có cái slider rồi. Mình tiếp tục qua này, mình chuyển đổi ha, chuyển đổi cái sản phẩm mới đây, click sản phẩm này qua lại bên Win luôn. Rồi trước khi mình tiếp tục thì mình xem thử là cái line này nó ribbon siêu có tốt không. Các bạn hiểu tốt ạ. Sản phẩm tương tự như slider thì mình có thể dùng cách nhanh ha, như hồi nãy là mình search này, từ khóa là code pen, thì cái đây là cái nơi mà họ chia sẻ code đó. Code pen tailwind này, rồi mình ghi là lưới này, họ sẽ đưa ra các cái
có mẫu sẵn cho mình luôn, các cái lưới mà họ hay xài luôn, dùng luôn. Và lưới này, rồi này, rồi đất này. Đó, ghê chưa? Tailwind được cái loại này nữa nè, nó có sẵn luôn. Cái này, họ đã làm hết cho mình rồi, thôi đâu mình cốt tay lại nữa. Nhưng mà cái này mình lấy về thì mình custom lại được, giống như bên đây nè, giống như bên cái slider của mình nè. Đó, có chữ này, cái nút này khác, hình họ cũng khác, nhưng mà mình lấy về mình có thể sửa đổi lại thành cái như này của mình, customize lại rất dễ. Mình thằng dùng mình lấy cái này thôi. Cách trước khi lấy một cái nào mà ở Codeband á thì anh em bấm vô răng cưa nè, dễ nè. Em hỏi dùng thư viện nha, rồi họ dùng thư viện over widget rồi CSS họ có dùng gì không? CSS thì họ hỏi không dùng, dùng thêm cái ngoài. Rồi cái này mình reborn thử được không? Có reborn luôn, thấy không? Mobile nè, tablet nè, cái tốt nè, dùng là view suột, thử cấu trúc suột nào tương tự như cách làm đối với slider ha. Cho nên họ bảo là lập trình mới làm thì code code tay rồi tối, nhưng mà làm chuyên nghiệp rồi mình copy nghề lập trình nói chung cũng nhàn anh em ạ. Rồi đây tiếp mấy này, trình này thì các cái lưới, các cái Tailwind, cái class Tailwind của họ. Và đây mình lấy suộc để xem nhé. Từ đối với mình là thứ CS này. Cuối cùng. Và thử có CS đấy không? À, không có. Là bỏ bớt mấy cái phần trên này, cái phần chữ nha, mấy này mình không cần này. Không, chữ trên mình cũng cần nhé. Dưới, rồi. Đấy luôn đi, đấy hết đi. Rồi qua đây, mới này. À, ghi rõ luôn để mình chú giải lên. Tạc này. Nè. Mình qua đây mình xem. Mình bây giờ sao nó về một hàng chứ nó không phải là hai hàng ra. Xem lại. Có hai cách để mình xem code nha, mình xem ở ngoài trình duyệt hoặc là mình xem trong Visual Code. Với cái code mà mình lấy của họ về á thì anh em nên xem trong này nè, mà trình duyệt này dễ hơn, chọn đối tượng mình xem thử các cái CSS của nó này, tán nó này. À, cái JS của họ code vậy nữa này. À, cái này móc mi này thôi mình tắt rồi. Xem cái gì hết qua mình xem cái tạc khúc tạc này, cách của họ thì đúng rồi này, cái này cái fix
hoặc là mình vào cái class này đó, các bạn muốn bỏ nào thì cái phí này thì cấp cấp 2 2 cái đích co lâm mặc định nó là một anh nào cái nào đó đó cái anh đang để đấy hả à đúng rồi tại sao bên này nó không bị ta đã biết rồi không anh để thẳng luôn sm smd md nó không đi tại vì tự nhiên có cái mặc định vô cái mặc định hay được ưu tiên lắm. Lý g 3 md 2 à nó lg mấy nó lg chứ nó chưa có cái nó chưa có ít ít XL đây nè, Tailwind nó còn một cái chuẩn nữa này, Tailwind thế này, respond em này, này là dưới cái dưới cái này là màn hình nhỏ nha, con này mình để là XM đi, XM trở lên đi. Anh để cái con 1 ở trong SM nữa được không? SM là nó trở lên mà. Các em trở lên đúng rồi, quên. Ủa mà anh có khi nó sai thứ tự á, anh để cái thứ tự ở lại coi. Ăn à đây, mobile thì 2 nè luôn này cái từ này xem nha. Anh biết lại cái lát đó từ cái mobile first nha. Sao em sao? Vậy á, tại nó bị tăng ra. Nó bị sao mà nó không mang à? Để anh
chắc cái này mình phải cứ tâm mưa ồn quá luôn luôn rồi anh viết lại từ mobile first luôn được kéo ra từng cái này, bây giờ là ban đầu là ba đi đúng không ba à. À. Hai cái này thì đã được M3 thì hơi quá nhưng mà đi MD lưới 3 không ăn. Ừ. MD lưới 3 không ăn. Chỗ này thì mình thêm cái dấu ăn sao? Ô tuần này theo Vin này à, à em biết là sao rồi em biết là sao rồi bây giờ anh cái git á anh để mobile first luôn cho em là mobile first là lúc đầu á, nó sẽ tự động nó canh là nó sẽ canh dưới SM á, nó sẽ tự động biến thành một luôn sau đó anh đừng có để mặc định nữa anh để cái m cái SM lên cái lúc mà anh đẩy ra tới SM á, là nó mới biến ra hai được anh để nhỏ lại nó tự động biến thành một à em biết sao không anh biết rồi đó. Cái này nè, nó dùng hai thư viện khác nhau. Cái flowby.min nè. Với cái output này luôn nè. Thấy không? Hai cái đường dẫn khác nhau nè. Nãy giờ làm nhưng important mà nó muốn vô nữa. Ừ, nó đâu có important, không nó import. Cái này là hai cái khác nhau, nói chung là xung đột về tailwind nè. Xem thử cái này nó nằm ở đâu. Đâu bay đâu có đầu thì chứ lâu bay chứ là đây bỏ này nè được nè bỏ thằng này thì cái chân này nó hư luôn thì này chắc thư viện của thằng gì nè thằng gì đó của thằng cái đúng rồi đúng rồi mình bỏ luôn cái thằng này cơ bản là cái slider này tí mình tính tiếp đây. Giờ mình làm cho cái thằng dưới ấy. Với nhau slider tí mình quay đây mình tính tiếp giờ mình làm cho cả sản phẩm này ra rồi thì ở đây tốn thời gian quá. Con mới nè xem thêm nè thêm
giờ nó bên dưới rồi, mình muốn nó nằm nằm ngân hàng. Thì hôm bữa mình có định đánh ép gì đây nè, đây nè, mới của mình cái 72 đây là cũng không cho nó theo ra đồng rộng ra theo mà giữ. Bỏ luôn. Ờ ừ, cái này nó cáp đi nha. Cáp ít là cáp là cái khoảng cách giữa các phẩm với nhau nè. Full luôn. Đâu đó. Cái G đây mình cái deep á, cái thẻ deep mà mình không để số lên thì... Ừ, hai cái đẻ nhau. Rồi bây giờ nhân 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 cái này lên. À cái. Chữ này nó to quá. Ủa chữ. À. Được rồi.
đẹp quá, mình thấy này. Xem làm mà cái nào khó hiểu vậy thì tin mình nha. À, cái này mình chỉ cần kết cho Mai cái thằng đầu tiên là còn thời gian mình sẽ quay lại lấy để mình fix lại cái thằng slider này. Select only này. GS Bureau này là cái này là nó chỉ dùng GS thôi nè. Hợp lý quá. View cái sụt. Nó dùng mà test nè. Thêm các cái test không? Bù lại cái này anh em viết mỗi cái control này là một cái số đây thì nó
sợt CDN có ngại ngại đập tóc của nó. Cái gì qua ria cái rồi thôi, cái này mình làm ở Tailwind thôi mà ép thì chưa. Bí này qua nếu mà chạy mà dùng á thì theo basic full basic hai cái khúc này hả? Nè đó carousel nè, mỗi cái ô này mình sẽ bỏ tấm hình vào thử xem. Này không quy định cả à, cho có absolute này có luôn. Mình những cái mà absolute với top với left với trên trên slayer là cái mà thiên về hay kết hợp lại là thiên về cho cái đối tượng, cái đối tượng này nè, nó canh giữa mà nó relate, nó là con của thằng relative cơ bản nào giữa. Cái hình hồi nãy á, mình thấy cái hình này thì nó rộng nè, thấy cực kỳ rộng vậy, nhưng mà hồi nãy cái slider hồi nãy á cắt nó lấy ra
Đang chạy nè, có hai cái cho nó chạy qua chạy lại. Ba cái. Nó có các cái option để mình điều chỉnh tốc của nó, bạn sẽ thấy item item cái lúc này. Tao luôn. Là khi mà sao tôi bị lay. Tôi bị lay nếu mà cover vô thì nó sẽ không. Cảnh này nè, cảnh này mình có thể làm để cho nó không bị gì luôn, không bị mà chiều cao của nó tạm này thì cao nó ngắn thấp nó vẫn sẽ bằng, chúng nó bằng hai ảnh này thì rõ luôn aspect hả? Rồi cái mặt ring giữa các cái phần cho nó là cắt ra này. Đọc thêm nha. Thêm cái. Là thử quick full, quý vị muốn cho quick full. Quay lại bên này. Full này. À này. Tu này. Nó full rồi đấy. Cao nha. Cao với chỗ khác thử. Hơi hai không. Ok. Ô team. Chào các.
em đó, làm gì được rồi, ai đưa về được rồi. Có slider hồi nãy đẹp mà mình cái bên góc của mình. Anh em có câu hỏi nữa không? Mới câu hỏi nào mình kết thúc khóa học ở đây nha. Đây, đây, dạ rồi, cảm ơn anh nè. Chóng mặt không? Anh làm anh còn chóng mặt á. Không, cũng được anh nè, chứ không đến nỗi. Ráng học chắc cũng hiểu mà. Rồi thì kết thúc ở đây. Các bạn về làm bài tập. Có thể theo cái của anh cũng được, hoặc là tìm tìm thì mình có cách tìm luôn á, quay bằng hình đấy đó, cách anh tìm cho nó nhanh. Hỏi mất công mình phải đọc document rồi chi cho nó mệt. Nếu mà tụi em vào công ty mà về rồi đặt á, rồi đặt sinh á, khi mà họ làm ra sản phẩm để mà ăn tiền luôn á, cứ rất sâu quá nha, làm chật chật gì đâu. Giờ mình yêu cầu là ra sản phẩm nhanh, làm như này. Thôi, bye mọi người nha. Quân Quang giờ mới vô Quân. Hai mọi người. Dạ em tắc đường anh ạ. Em phục vụ tắc đường anh ạ. Giờ em về nhà. À. Có up làm xong mình có up lên up cho các bạn lên xem. À mấy cái này em hiểu rồi. Mấy cái này em hiểu rồi. Hai mọi người nha. Ok bye anh.